Nó tóc cho mày. Nó hết rồi nè. Thấy không? Đang sát luôn. Sát rồi nè. Ta dính đầu con cóc. Đang sát rồi, đang sát. Dưới chắc chú. Này cầm đây ngốc hết trơn, quay đi. Nó xa lắm đó. Được chắc chưa? Dịch quá à, ông ngoại không có đi tiệm hết được mọi người. Nên là ở nhà mình hết luôn cho ông ngoại. Mà tôi gắn là hôm tôi lên 100 ngàn bạc mà bán 200 ngàn à. Con gắn gì voi, gì cá, gì cá bạc, cá bông. Con này hiền hơn, con chê tóc gì lắm. À, gì cá, vô cá bán rồi. Thì cái thằng ở chỗ nhà thành phố nữa đủ mà nuôi con cá định cá lóc định 3 kg vậy đủ mà đi đâu sao gì đây đây rồi lên nó chúng bắt tiêu Tân Dương mẹ Tân Dương đi là ca không nghệ sĩ con cóc còn nhớ dài à nhắc cái chuyện ông đó có ông Tân Dương ở tiệm quán nhậu cao kê đây nè nguồn cá lóc mấy kilo cái người ta vô ăn cắp mà tới giờ ông còn nhớ đó lâu lắm rồi đó. Mấy năm rồi? Mười mấy năm rồi đó.
coi hả? Đeo hết cốc cho ngoại kết thúc mọi người ơi. Ai có nhà mình, ai có ngoại thì comment vô cho mình biết nha. Ông bà còn nhiêu tuổi, ông bà được nhiêu tuổi vậy đó. Giao lưu mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha.